chiếc xe Elantra này nó sẽ đem đến một cái gọi là một cái suy nghĩ hoàn toàn mới về cái dòng xe sedan hạng C ở Việt Nam mình, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chiếc xe này. Hello, xin chào tất cả các bác, và tôi là Thắng đến từ King Round, và hôm nay tôi sẽ đưa đến cho các bác một chiếc xe Hyundai Elantra với một cái diện mạo mới hoàn toàn thay đổi. Chiếc xe Elantra này nó sẽ đem đến một cái gọi là một cái suy nghĩ hoàn toàn mới về cái dòng xe sedan hạng C ở Việt Nam mình, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chiếc xe này. Đây, về tổng thể chiếc xe này, ban đầu tiên màu sơn zin của xe nó đang là màu đen, đen bóng. Tuy đã được chủ xe đổi sang một cái màu mới là màu vàng kết hợp với phần đen ở phía sau này, thì cái màu vàng này nó vàng đấy là vàng mờ nhá, vàng lì, cùng kết hợp với phần đen lì phía sau, thì về tổng quan chiếc xe nó tạo nên cho chiếc xe một cái sự thể thao khỏe khoắn. Đây là phía phần sau và phần thân xe được kết hợp giữa hai tông màu đen và vàng, cả phần la răng cũng thế nữa đều được đổi sang màu đen. Thiết kế này chúng ta nhìn qua thì đoán được cái thiết kế này nó sẽ đến từ một đất nước mặt trời mọc, đất nước Nhật Bản. Thiết kế gọi là của các cái dòng, chúng ta thường xem các cái dòng gọi là Tokyo Drift ấy, các cái dòng xe trong cái phim series phim này, chúng ta có thể thấy cái thiết kế nó nhiều những cái đường viền gấp khúc chạy từ phần đuôi xe về lên phía trước này, tạo nên cho chiếc xe một cái sự thể thao khỏe khoắn hơn. Ngoài ra thì có cái phần đèn hậu phía sau này cũng đã được dán màu phim đen bóng liền, để tạo nên cái tổng thể nó liền với lại cái phần đen mờ này. Và rất nhiều bác quan tâm đó là liệu chúng ta dán cái đen này lên thì có ảnh hưởng đến cái việc chúng ta đi trên đường chúng ta sử dụng đèn không. Sau đây tôi sẽ test thử cho các bác xem, các bác chờ tôi một chút.